Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn ứng phó với dịch Covid-19. Thị xã Sapa đẩy mạnh xử lý thu gom rác thải. Thưa quý vị và các bạn, tính đến sáng ngày 17 tháng 3, Việt Nam đã ghi nhận 61 ca mắc COVID-19, 16 ca đã khỏi và ra viện. Trong các ca mới phát hiện và đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, tình hình sức khỏe của các bệnh nhân đang ổn định, không sốt, không khó thở. Một số ca bệnh có triệu chứng ho nhẹ, ăn uống bình thường, các dấu hiệu sinh tồn ổn định. Trong số các ca mắc COVID-19, hiện có một bệnh nhân nam người Anh, 69 tuổi, với nhiều bệnh lý nền mãn tính, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2. Hiện bệnh nhân có khó thở, được đặt thở máy. Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đang nỗ lực điều trị tích cực cho bệnh nhân này. Theo các chuyên gia y tế, đối với những bệnh nhân COVID-19 cao tuổi kèm với các bệnh lý mãn tính như tim mạch, cao huyết áp, đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phế quản, xơ gan, viêm gan, bệnh thận mãn tính, thì thường có triệu chứng nặng hơn so với những người khác. Họ cũng có nguy cơ cao sẽ diễn biến nặng, nhanh, có thể suy hô hấp do sức chống đỡ kém trước sự tấn công của virus. Thực tế, tại các nước có đông người mắc và tử vong như Trung Quốc, Ý, tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 tử vong chủ yếu là người cao tuổi, có kèm nhiều bệnh lý mãn tính. Từ ngày 16 tháng 3, người nước ngoài tại Việt Nam cũng như người Việt Nam thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng. Bộ Công Thương và Bộ Y tế chỉ đạo đảm bảo sản xuất cung ứng khẩu trang đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo ngành hàng không, các hãng hàng không phát miễn phí khẩu trang cho khách hàng trong trường hợp khách hàng chưa có khẩu trang, kể cả hành khách nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay và khi vào nhà ga. Việt Nam đã thông báo nội dung này tới các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Do diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, các địa phương trên cả nước đã thay đổi lịch đi học. Nhiều tỉnh thành tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học đến hết tháng 3, thậm chí sang cả tháng 4. Trước diễn biến của dịch COVID-19, nhiều tỉnh thành quyết định cho học sinh nghỉ sang cả tháng 4 như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Trong khi đó, nhiều địa phương chưa có lịch đi học lại. Ở khối đại học, gần như các trường trên cả nước đều cho nghỉ, ngoại trừ một số trường thuộc ngành y. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa ban hành quyết định số 879 ngày 12 tháng 3 về hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, người dân cách ly tại nhà là những người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh xác định, người thuộc đối tượng cách ly tập trung có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các đối tượng khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Và tùy theo diễn biến cụ thể của dịch bệnh, Bộ Y tế tiếp tục hướng dẫn. Người được cách ly cần tự cách ly tối đa 14 ngày. Cách ly tại phòng riêng, nếu ở phòng chung phải kê giường cách nhau ít nhất 2 mét. Không được tự ý rời khỏi khu vực cách ly. Không tiếp xúc trực tiếp, ăn chung với người trong gia đình, nơi lưu trú. Thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch ít nhất 30 giây. Đo thân nhiệt ít nhất 2 lần một ngày, ghi kết quả vào phiếu theo dõi sức khỏe. Thu gom khẩu trang, giấy lau mũi, miệng đã sử dụng vào túi đựng riêng, xử lý rác theo hướng dẫn của y tế. Báo ngay cho cán bộ y tế nếu thấy một trong các dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Đối với thành viên gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú cần hạn chế tiếp xúc, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi cần tiếp xúc. Hàng ngày lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa bằng chất sát khuẩn thông thường. Báo ngay cho cán bộ y tế khi người được cách ly có dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Động viên, chia sẻ, hỗ trợ dụng cụ cần thiết cho người được cách ly. Không tổ chức hoạt động đông người tại gia đình, nơi lưu trú. Là một trong những đơn vị tiếp nhận các trường hợp nghi nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã chủ động xây dựng, triển khai các phương án cách ly, kiểm tra cũng như điều trị cho các trường hợp nghi nhiễm. Khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Tại đây đang có 10 trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 đang được cách ly tại khu điều trị riêng biệt. Các trường hợp cách ly được khám sức khỏe, lấy chỉ số chức năng sống 2 lần mỗi ngày, mỗi lần cách nhau 12 giờ. Các y bác sĩ tại đây luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Bộ Y tế về khử khuẩn, quản lý giám sát và mặc đầy đủ trang bị phòng hộ. Khu vực cách ly thì cái chế độ
của vùng bệnh thì chúng tôi thực hiện là về cái vấn đề vệ sinh khử khuẩn từ đường vào đường ra theo một chiều. Chúng tôi ở lại khu vực đối với các đối tượng cách ly thì cũng theo quy định chung của Bộ Y tế. Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn là trung tâm khám chữa bệnh lớn nhất của tỉnh với quy mô 700 giường với 44 khoa phòng. Trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 500 bệnh nhân, cao điểm lên tới từ 800 đến 900 người đến khám và điều trị. Ngay sau khi có hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh COVID-19, bệnh viện đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống, sẵn sàng đáp ứng nhanh với các tình huống xảy ra. Chúng tôi dành toàn bộ tầng 1 của khu nhà điều trị để thành lập khu cách ly. Thì trong khu cách ly này, chúng tôi bố trí 80 giường bệnh và trong tình huống khẩn cấp thì có thể là tăng lên đến 100 giường bệnh, đảm bảo đầy đủ các phương tiện như máy thở, phương tiện phòng hộ, rồi các cái vật tư, trang thiết bị, thuốc men để có thể cấp cứu điều trị những trường hợp bệnh nhân bị mắc dương tính với virus nCoV. Chúng tôi còn hỗ trợ trung đoàn 123 trong việc khám phân loại sàng lọc những đối tượng lao động từ biên giới về cách ly tại trung đoàn 123, và chúng tôi cũng đảm bảo công tác xử lý rác thải y tế, đảm bảo đúng các quy định về chất thải nguy hại. Đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn chưa có trường hợp nào xét nghiệm dương tính với COVID-19. Tình hình kiểm soát dịch bệnh tại đây tiếp tục được thực hiện tốt, đúng quy chuẩn của Bộ Y tế. Từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 3 năm 2020, tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận nhiều đợt công dân Việt Nam trở về từ các nước có vùng dịch, đưa vào cách ly tập trung trong doanh trại của 4 đơn vị quân đội. Đến nay, sau hơn một tuần được cách ly tập trung, gần 1.000 công dân đang có sức khỏe ổn định, tinh thần vui vẻ, yên tâm chấp hành đúng quy định của Bộ Y tế. Các khu vực cách ly tập trung đều được bố trí riêng biệt, được trang bị đầy đủ các khu vực chức năng như dừng xe tiêu độc, nơi đón tiếp ban đầu, nơi đăng ký phiếu y tế và khám sức khỏe, nơi nghỉ ngơi, phục vụ đảm bảo ăn uống, an toàn, an ninh trật tự. Những người sống trong khu cách ly được phục vụ ăn ở mức 80.000 đồng mỗi ngày, 3 bữa ăn và được kiểm tra nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh thực phẩm, có internet miễn phí, sử dụng TV và tự do vui chơi, rèn luyện thể thao ngoài trời trong khu vực cách ly. Chỉ các anh trong bộ đội ấy là rất là nhiệt tình, cơm thì mang đến tận phòng cho chúng tôi, nóng, nước nóng cũng đến tận phòng. Thì chúng tôi cũng nhiều lúc là cũng cảm thấy là ái ngại. Và ái ngại bởi vì là nhà nước quá chu đáo mà chúng tôi chưa làm được một cái điều gì để mà góp công góp sức cho nhà nước đẩy mạnh cái nền kinh tế lên. Hiện tỉnh Ninh Bình có 4 khu cách ly tập trung là trường quân sự tỉnh, trung đoàn 855 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trường quân sự quân đoàn 1 và lữ đoàn 241 thuộc quân đoàn 1. Để phục vụ và chăm sóc cho các công dân này, trong thời gian cách ly 14 ngày, các đơn vị đã huy động 100% các cán bộ chiến sĩ tham gia trực 24/24 giờ. Ngoài ra cũng huy động thêm lực lượng quân y và sở y tế tăng cường đội ngũ y bác sĩ phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe cho công dân. Chúng tôi đã dành những cái khu vực doanh trại có cái chất lượng tốt nhất, bảo đảm đầy đủ các cái phương tiện tiện nghi để phục vụ cho công dân cách ly. Chúng tôi cũng thực hiện nghiêm túc cái việc tiêu độc khử trùng môi trường của nhà trường. Riêng các cái khu vực mà chế biến nấu ăn, khu vực vệ sinh công cộng thì trong cái phạm vi cách ly đấy thì một ngày tiến hành là phun thuốc khử trùng 2 lần. Các cái khu vực còn lại thì hàng tuần chúng tôi đều tổ chức khử trùng, phun thuốc diệt muỗi, bảo đảm cái môi trường luôn luôn là sạch sẽ, thoáng mát để cho công dân thực hiện cái cách ly. Hiện sức khỏe của tất cả các trường hợp cách ly tập trung đều được theo dõi nghiêm ngặt. Các cán bộ y tế đánh giá tình trạng bình thường, không có công dân nào bị ho, sốt, khó thở hay có biểu hiện bệnh. Công tác bảo vệ an ninh cũng được các đơn vị duy trì nghiêm túc, không để xảy ra các vụ việc mất an toàn trong khu cách ly hay người được cách ly bỏ trốn. Hơn một tuần thực hiện cách ly, hầu hết các công dân đều có sức khỏe ổn định, tinh thần vui vẻ, yên tâm thực hiện các quy định của Bộ Y tế trước khi trở về cộng đồng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc sử dụng cơ sở lưu trú du lịch vào việc cách ly phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ra soát, lựa chọn và gửi danh sách các cơ sở lưu trú du lịch phục vụ việc cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo hình thức có trả phí về Bộ trước ngày 7 tháng 3. Tuy nhiên, đến nay, Bộ mới nhận được danh sách sơ bộ của 18 trên 25 tỉnh, thành phố.
Bộ đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố hoàn thiện danh sách các cơ sở lưu trú du lịch phục vụ việc cách ly, khẩn trương gửi về Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Nhằm hoàn thành tốt sứ mệnh nơi tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, những chiến sĩ bộ đội biên phòng đóng quân vùng biên ải phía Bắc của Tổ quốc đang ngày đêm chống chặn tại các đường mòn lối mở nhằm kiểm soát người dân qua lại biên giới, nơi có 277 km đường biên giới tiếp giáp với chủ quốc. Nửa đêm, Thượng úy Trần Duy Phúc và Thiếu tá Nguyễn Văn Mạnh thuộc trạm kiểm soát biên phòng đồn biên phòng Sơn Vĩ cùng hai chiến sĩ công an xã Sơn Vĩ chuẩn bị quân tư trang, bắt đầu nhiệm vụ thay ca tuần tra các tuyến đường mòn, lối mở khu vực đơn vị quản lý. Đây là nhiệm vụ thường xuyên được tổ duy trì 24/24 giờ. Từ thời điểm nhận nhiệm vụ trực Tết Nguyên đán đến nay, các anh chưa về thăm gia đình. Tất cả đều quán triệt tinh thần hết dịch mới về. Thì cái đường biên giới, đoạn biên giới quản lý chúng tôi cũng tương đối là dài, địa hình thì phức tạp, con người về lực lượng thì rất là mỏng, cũng rất là ít, thế nên là cũng có phần ảnh hưởng đến phần khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Thế nhưng mà thực hiện cái sự quyết tâm cùng chung hòa chung với lại cả đất nước là căng mình ra để chống dịch bệnh. Thế nên là anh em chúng tôi cũng có cái tinh thần quyết tâm là tuần tra kiểm soát, rồi là kiểm soát lưu động, rồi tổ chức canh gác cái khu vực cách ly rất là đảm bảo an toàn. Để triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19, huyện Mèo Vạc đã thành lập 7 chốt kiểm soát chính tại khu vực đầu cầu Tràng Hương đến mốc 59. Trong suốt từ khi mà dịch bệnh diễn ra, thế thì với cái quyết tâm chỉ đạo của đơn vị thì chúng tôi xác định là tập trung cao độ và tập trung tối đa mọi lực lượng phương tiện để có thể sử dụng vào cái việc mà phòng chống dịch cùng với cả cấp ủy chính quyền địa phương. Song song với công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng biên phòng còn phối hợp với chính quyền ba xã Xín Cái, Thượng Phùng và Sơn Vĩ tổ chức tuyên truyền về dịch COVID-19 cho nhân dân khu vực biên giới nhằm nâng cao nhận thức cho bà con với phương châm mưa dầm thấm lâu. Trên dọc tuyến biên giới dài hơn 41 km thuộc huyện Mèo Vạc nói riêng và suốt tuyến biên giới Hà Giang với Trung Quốc dài 277 km nói chung, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm thầm lặng chốt chặn, không quản nắng mưa, gió rét cắt da, cắt thịt nơi miền đá lạnh. Các anh quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được sao? Chương trình xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Để có một thị xã du lịch Sapa xanh sạch đẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường, công ty môi trường đô thị Lào Cai đã triển khai có hiệu quả việc thu gom xử lý rác thải trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, thị xã đã chỉ đạo các phường xã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong thu gom phân loại xử lý rác thải trong thời gian dịch bệnh để khu du lịch quốc gia Sapa ngày càng sạch đẹp hơn. Là khu du lịch trọng điểm của cả nước, trên địa bàn thị xã Sapa tập trung nhiều nhà hàng, khách sạn lớn. Do đó, việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt của nhân dân cũng như rác thải của các khách sạn, nhà hàng, khách du lịch là khá lớn, khoảng hàng chục tấn rác thải các loại. Để việc thu gom xử lý rác thải có hiệu quả, thị xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân thực hiện tốt việc phân loại, thu gom rác. Để thực hiện tốt việc này, đội ngũ công nhân xí nghiệp môi trường đô thị Sapa đã phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều. Trong cái thu gom rác ở trong cái thị xã Sapa này ấy, thì cũng có rất nhiều khó khăn, đó là địa hình thì đường xá là nó chật và giao thông thì nó không được, giao thông là xe cộ nhiều. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thu gom xử lý phân loại rác thải cũng còn không ít người dân, doanh nghiệp chưa thực hiện một cách nghiêm túc. Tỷ lệ phân loại rác thải của thị xã chưa đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra. Sapa là một điểm du lịch, nên lượng rác rất là lớn, các nhà hàng, khách sạn thế là xả rác rất là nhiều. Chính vì thế nên thế là cái để đảm bảo cho thế là công tác vệ sinh được nhanh gọn, thế chúng tôi có thể phân theo ca. Thứ hai là mỗi cán bộ nhân viên ta là một cái tuyên truyền viên. Bên cạnh những kế hoạch giải pháp cụ thể đã được đưa ra, thị xã cũng sẽ quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong công tác thu gom, phân loại xử lý rác thải. Đối với các khách sạn, nhà hàng, thị xã sẽ có những yêu cầu cam kết cụ thể để các đơn vị này phối hợp với xí nghiệp môi trường đảm bảo việc thu gom, phân loại rác thải đúng quy định đề ra. Thực hiện tốt công việc này sẽ góp phần làm cho thị xã ngày càng sạch đẹp, văn minh, xứng đáng là khu du lịch quốc gia. Dù chịu ảnh hưởng nặng của dịch COVID-19, song xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc vẫn có sự tăng trưởng, đặc biệt là các mặt hàng điện tử. Cụ thể, theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 2, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt trên 2.700 tỷ đô la Mỹ, đưa tổng kim ngạch trong 2 tháng đầu năm lên gần 5,5 tỷ đô la Mỹ.
Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc tăng là nhờ sự tăng trưởng của hai nhóm hàng chủ lực gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại và linh kiện. Trong đó máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,409 tỷ đô la Mỹ. Mặt hàng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn còn gặp nhiều khó khăn và chưa phục hồi hoàn toàn. Đặc biệt, nhờ sự liên tục khuyến cáo của Bộ Công Thương, xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng cũng đang được cải thiện đáng kể, nhất là qua các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh. So với cùng kỳ năm 2019, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc tăng tới hơn 800 triệu đô la Mỹ, tương đương tốc độ tăng trưởng khoảng 7,6%. Để tránh phải tới nơi đông người, nhiều người tiêu dùng đã và đang chọn giải pháp đi siêu thị qua điện thoại hoặc đặt hàng trực tuyến, từ đó đã kéo theo doanh số bán hàng qua những ứng dụng này tăng gấp 10 lần so với trước khi có dịch. Theo các siêu thị, những ngày qua kênh mua sắm qua điện thoại đã đón tiếp hàng triệu lượt tương tác mỗi ngày và đơn hàng thông qua các kênh giao dịch trực tuyến tăng gấp 10 lần so với bình thường. Nhiều siêu thị áp dụng miễn phí giao hàng đối với các đơn hàng trên 200.000 đồng. Dịch vụ giao hàng tận nơi trong vòng 3 giờ cùng những chương trình ưu đãi hấp dẫn và hình thức thanh toán đa dạng đã tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng mua sắm. Các siêu thị cho rằng, việc thúc đẩy kênh mua sắm qua điện thoại và trực tuyến không chỉ giúp cho doanh số bán hàng của hệ thống siêu thị tăng đột biến, mà còn giúp cho người dân tránh đi tới nơi đông người, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Trước thông tin người dân đổ xô đi học lái xe và nhiều trung tâm đào tạo sát hạch lái xe tăng học phí lái xe ô tô, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết học phí đào tạo lái xe vẫn đang thực hiện theo thông tư liên tỉnh giữa Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải. Bên cạnh đó, Tổng cục Đường bộ cũng khẳng định hiện nhà nước không quản lý về giá đào tạo lái xe mà giao cho các cơ sở đào tạo tự xây dựng mức giá, sau đó công bố công khai và báo cáo cơ quan quản lý. Còn theo đại diện một số trung tâm đào tạo sát hạch lái xe cho biết, trước đây nhiều trung tâm vì cạnh tranh nên chỉ đưa ra mức giá từ 3 đến 4 triệu đồng cho khóa đào tạo bằng B2. Đến nay, mức học phí được điều chỉnh về giá trị thật chứ không phải tăng giá. Tuy nhiên, liên quan tới vấn đề này, Tổng cục Đường bộ yêu cầu các sở giao thông vận tải phối hợp với cơ quan tài chính, cơ quan quản lý dạy nghề cung cấp kiểm tra và yêu cầu làm rõ căn cứ xây dựng đối với các cơ sở đào tạo lái xe có báo cáo mức thu học phí điều chỉnh đột biến. Liên quan tới việc trùng tu tôn tạo đình Đồng Kỵ, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, trong quá trình thi công đã thay thế nhiều cấu kiện cũ ảnh hưởng đến giá trị kiến trúc nghệ thuật di tích. Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có buổi làm việc với chính quyền và nhân dân địa phương để có phương án tái sử dụng tối đa những cấu kiện cũ, bảo tồn phát huy giá trị di tích. Đây là tòa đại bái của di tích quốc gia Đình Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đang được trùng tu lại. Trong quá trình hạ giải, nhiều cấu kiện cũ đã hư hỏng đến mức không thể dùng lại. Tuy nhiên, những cấu kiện thay thế lại không đúng với thẩm định ban đầu. Chưa hạ giải xuống thì đánh giá cái cấu kiện nó chưa được sâu sát. Thế nhưng sau khi hạ giải xuống từng chi tiết một, thì thấy nó hư hỏng quá nhiều, vì là một, thứ hai là ba cái đình chập vào lại một, tức là trước đây ở đây là ba làng đấy, là ba cái đình các cụ hợp lại thành một theo truyền thuyết là như thế, thành ra là nó cũng có nhiều cái bất cập đấy, cái thì lớn cái thì bé, nắp ghép vào với nhau thì để nó thành cái ngôi đình, thành ra là khi hạ giải xuống là nó rất nát. Xin được phép những cái gì mà còn lưu được thì chúng tôi sẽ giữ lại. Chứ bản thân dân chúng tôi cũng không muốn là thay tất cả những cái tinh hoa của cha ông chúng tôi chuyển lại đâu. Chúng tôi rất xót ruột, cho nên là mong các cấp các ngành này, tạo điều kiện cho dân chúng tôi là giữ được bản sắc văn hóa của cha ông chuyển lại, nhưng phải giữ được cái trường tồn với thời gian. Tại buổi khảo sát, Cục Di sản đã khảo sát, đánh giá lại những cấu kiện còn giá trị sử dụng, đồng thời đề xuất những biện pháp kỹ thuật nhằm bảo tồn những cấu kiện một cách hiệu quả nhất. Chúng tôi cũng sẽ tư vấn và làm những cái tuyên truyền để cho bà con nhân dân hiểu được cái lợi ích của công nghệ, của vật liệu mới, những vật liệu hỗ trợ cho công tác bảo tồn di tích, để cho công trình này, những cái cấu kiện đó sẽ được giữ bền vững lâu dài, chứ không phải là như bà con thấy là chỉ vài năm hay là một vài chục năm, mà có thể là kéo dài tuổi thọ gấp rất nhiều lần so với cái phương án bảo tồn truyền thống. Đình Đồng Kỵ là trung tâm sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân địa phương và du khách thập phương. Đình cũng đã được công nhận là di tích quốc gia. Vì vậy, việc tu bổ, tôn tạo di tích là cần thiết, cấp bách, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo nhân dân, nhưng cũng phải đảm bảo việc bảo tồn và giữ gìn những giá trị văn hóa lịch sử của di tích.
Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.